quá ha. Wow, thơm quá ha. Đứng đây là thơm mùi nồng nặc luôn. Ngon quá. Wow, mày cho. Chị nãy xíu mà người ta chị đó. Em đi lựa lựa đi. Lựa đi em. Ăn liền, ăn ngọt hay là chua chua ngọt ngọt? Ăn liền chị. Ăn ngọt chứ. Ăn ngọt hay là chua ngọt 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 ngọt. Chị bún tô, bún quậy. Đặc biệt ha. Rồi bây giờ mình phải nêm cái nước chấm của mình vô ha. Để cho nó khỏi lạc. Tại vì trong cái nước này là không có vị gì hết. Nước này là nước sôi, người ta nói vậy đó. Tạm biệt khách sạn. Quay trở lại với không khí phố phường máy lạnh nha. Hello mọi người nha. Bây giờ là cả nhóm tụi mình đổi ý là quyết định đi ăn thử cái món bún quậy, là một trong những món đặc sản của Phú Quốc ha. Bây giờ thì anh tài xế chính là người hướng dẫn địa phương, là sẽ dẫn tụi mình đi ăn món bún này. Là cái tôm á, tôm tươi nha, nó ép nó quết thành chả. Cái nó cán xung quanh thành tôm á. Bắt đầu nó chế nó sôi vào. Cho cái chả tôm nó chín, vừa chín tới. Nó ra cái chất ngọt của tôm. Sau này còn bún á thì tới đó lúc mà mình đặt á là mới ép tươi tại chỗ. Nó ép á nha, là ép xong bắt đầu nó trụng nước sôi á. Rồi. Là nó quậy quậy lên, nó cho mấy sợi bún nó không dính với nhau á. Bún nó chín á. Bắt đầu nó vớt bún ra cho bún nó ráo nước. Bắt đầu nó bỏ vào cái tô mà nãy mình mà làm cái chả tôm á. Xong rồi mình thêm cái tiêu, hành hay là thêm thịt bò với mực trứng vào. Mực không? Đó. Thì cái nước nó cũng lạ, nhưng mà ngon hay không á là do cái mình làm nước chấm á. Làm nước chấm riêng để nước chấm không nó em? Chỉ công thức là gồm muối, đường, bột ngọt nè, tắc nè, ớt nè. Đó, tùy theo khẩu vị mình ăn mặn lạc hay gì đó. Cái gì đó là mình làm. Mình không có đổ thừa được người ta nấu ngon hay dở, mà cái đó là tự mình phải làm. Cái này có bộ khôn ha, cái này là một cái hình thức kinh doanh rất là khôn. Tại vì version không ai giống ai nhé. Tại vì đúng rồi, mà bây giờ không đổ thừa được là mình nói nó bún dở được đúng không? Rồi. Tại vì cái đó là tự mình làm nước chấm không có được ngon đúng không? Nhưng mà cái nước đó là nước sôi hay là cái nước đó nước luộc bún? Cái nước gì chị? Cái nước lèo á. Nước lèo hả? Nó là nước sôi. Nước sôi là chế vào cái thằng cái chả tôm á, gia vị ngọt á, là cái nước lèo. À, vậy mà hôm qua cái chú chạy xe kia thì chú nói là cái nước đó là nước luộc bún mà người ta đổ qua. Không, nước sôi. À, nước đó nước sôi. Thì nghe nó có vẻ sạch hơn là cái nhưng mà nước luộc bún. Trụng qua nhiều nước. Nếu mà như vậy thì cái nước sôi đó khi mà mình đã đợi cái tôm nó chín xong rồi mình để bún qua nó thì nó có nóng không hay là nó nóng? Vẫn nóng chứ. Vẫn rất nóng đúng không? Trong thời gian có nghĩa là hai cái nó làm song song một lần. Ok. Mình đặt nó mới làm chứ ăn một đó là tôi là lâu, có thể từ 30 đến 1 tiếng đó, 30 phút tới 1 tiếng. Ok. Mà cá nhân em thì cảm nhận em có thích cái món bún này không? Ăn ngon. Ngon. Ok. Vậy thì chút xíu nữa là bác Tài tự tin là bác Tài làm nước chấm ngon, thì bác Tài làm dùm nước chấm cho tụi chị nha. Bốn chén em. Hay là em ăn chung luôn đi cho vui. Không, cái đó là vô để em sẽ kêu ông chủ quán ông pha cho chị. Wow, được. Ok. Pha sẵn cho mình luôn. Dạ. Đúng rồi, tại bọn chị amateur mà đâu biết pha nước chấm sao đâu. Bây giờ Mai sẽ xuống đây mua sầu riêng mọi người. Đi dọc đường thấy sầu riêng ngon quá. Sao ăn ngon? Bao nhiêu? Nhiêu ký? Được 3 chị. Phải béo nha, ngọt không chịu nha. Ngọt, béo, dẻo. Măng cục nữa nè. Ủa, bằng bon nữa nè tụi bay, bằng bon ngon nè. Mua bằng bon đi. Bằng bon thì bao nhiêu một ký em? Để xem, đây chị, đây chị tách sầu riêng nè. Mấy con này nó ăn giả mang ăn lắm mọi người. Trời ơi, nó rớt xuống. Trúng cái chân là đi đời luôn á. Dạ. Cái kiểu như là cái sầu riêng chín cây á, cái vỏ nó dai, nó không bị nứt đúng không? Nó không có bị thuốc, cho nên là nó chỗ này hả? Wow, thơm quá ha. Đứng đây là thơm mùi nồng nặc luôn. Ngon quá. Wow, mày chị nãy xíu mà người ta chị đó. Chém. Đó, dẻo không ấy nè. Có thể ăn thử miếng không? Đưa tách này được ăn luôn à. Thử đi mày. Thử đi. Bao tay. Bao tay kìa mày. Rồi, trời tham. Có bao tay luôn. Cầm cho. Em biết là ăn thử đây, em cầm miếng bao tay ăn. Đây bao tay. Wow, vô mấy ông vô. Wow, mọi người nhìn nè. Có mấy chị đang miếng sầu riêng ngon. Rồi muốn dẻo thì có dẻo. Ừ. Vừa ấm hộp đi. Có ăn cơm không nè? Đây để ăn trưa không nè? Trong này có không ta? Còn miếng nữa đó. Còn hả?
Cái này còn không anh? Còn. Để cho thử giúp em đây. Còn. Ăn sầu riêng em. Anh ăn sầu riêng nè. Đây. Ăn một muối em. Bao tay chả đây kìa. Tao không có bao tay bao chân vậy đó. Nè, tay nè. Cái này là dẻo. Không, cái này không có khô, không ướt nè. Này tao mới vừa rụng sáng nay. Ăn thử đi. Cái này dẻo hơn cái kia đó. Cái như một cây á. Cái chín hơi lên một trước, còn cái này là mới vừa rụng. Ừ. Okay. Bỏ vô hộp đi. Cái thứ nào được bỏ hộp đi. Bỏ hết vô hộp đi. Ăn trưa xong mình ăn chứ giờ ăn là nó bị lình xình bụng á. Sao mày không ăn thích ăn măng cục hả Huyền? Ăn măng cục không thích hả? Vậy có, mua măng cục đi, mua kiếm măng cục đi. Ngồi đi. Tự người anh nó trả tiền. Nãy giờ chưa mua bằng bon đúng không? Đây. À, bao nhiêu đây bằng bon nè, nhiêu đó thôi. Đó. Đây. Được á. Lấy đi lựa đi em. Ăn liền ăn ngọt hay là chua chua ngọt ngọt? Ăn liền chị. Ăn ngọt chứ. Ăn ngọt hay là chua chua ngọt ngọt? Ngọt. Già rồi chua quá không thích đâu. Đó, con này nó không thèm mấy luôn, nó chỉ ngồi một góc rồi không ăn thử sầu riêng luôn. Không ăn cái gì đâu, ăn ít lắm. Ừ. Còn đây nè, đây là ba con mắm, là vô đây là nhào vô là lao sao cái gì cũng thử. Măng cục nè, chôm chôm nè, sầu riêng nè, bông ấy rồi nha, mua rồi nha Vân anh. Đó, vậy nó mới vui ha. Cây nhà lá vườn gì đâu ăn hết á. Nè, giá tiền có như đây đó. Đây. Đây là 80 đồng là cái gì vậy? 80 là bông bon. 572 là sầu riêng, 40 là chôm chôm, 60 là măng cục. Ok. Cái này ăn không có tối được tàu á. Rồi cơm nó tính cũng tối à, ngày mai. Về xả bài nhắm đi hết. Hết hả? Hết ok. Đừng có no. Mình ăn ít thôi. Không, tại mình phải ăn hết sầu riêng trước. Yên tâm đi. 700 đồng. Cứ xử đi luôn. Sầu riêng trước nó ngon hơn, ăn cái đồ cái sầu riêng lại nó không có ngon. Không được, nhưng mà phải ăn cái kia trước để bảo đảm sức khỏe. Mai còn đi chơi tiếp chứ, tối còn đi chơi chứ. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Dạ. Rồi, lên đường. Get go. Ăn quá thôi. Bỏ sầu riêng ra sau cái cốp đi, để trước đó là chết luôn á. Giờ lên xuống làm thấy ghê thiệt, cái bập chợp. Giờ tụi mình đi tiếp nha mọi người, đi lên đường ăn bún bánh quậy đi. Đó là mọi người, đây Mai đang vô cái quán bún quậy Thanh Hùng nè mọi người, ở Phú Quốc ha. Thì anh tài xế anh nói là quán này quán kiến xay thì cũng ngon, giống như nhau thôi. Nhưng mà ở đây có vẻ đỡ đông hơn, còn kiến xay thì rất là đông ha. Ủa anh tài xế đâu rồi, có tài xế có ăn không? Tài xế kia kìa. Anh vô ngồi chung không? Hả? Anh không ăn hả? Không ăn luôn. Ok, quyết định luôn. Okay. Chị bốn tô bún quậy. Đặc biệt ha. Bây giờ Mai sẽ quay sơ một vòng cho mọi người xem ha. Đây là họ chét, cái này là tôm, là mọi người tôm xay đó. Họ quết ra xung quanh cái tô vậy đó. Xong rồi họ bỏ miếng thịt bò vô ha. Đó. Xong rồi họ bỏ một miếng đường vô. Wow, quá trời đường luôn mọi người. Rồi bỏ hành vô ha. Chỉ đơn giản vậy thôi, sau đó thì qua đây thì mới thấy là họ đã lấy bún rồi, họ bỏ vô. Rồi họ nấu nước sôi bỏ vô thôi. Còn đây là cái khu vực nước chấm của họ nè. Nước chấm thì họ đã pha sẵn ớt với lại đường nè. Mình chỉ cần múc bỏ vô trong cái chén này ha. Đó. Múc vô chén này. Ai mà ăn thêm đường, thêm bột ngọt, thêm muối thì bỏ vô ha. Muối rồi. Rồi đây là ớt nha, bỏ ớt vô xong mình nặn tắt vô thôi mọi người. Đó, họ có cái rây như thế này ha. Đó là cách họ làm nước mắm chính. Bún ở đây là tự vung mọi người, tự phục vụ luôn. Đây là cái chén nước chấm của Mai ha. Mai có ớt nè, có đầy đủ rồi. Để mình chúng mình thử trải nghiệm thử món bún quậy coi như thế nào. Đây có ly nước mía đã quá mọi người. Mai thích uống nước mía, thèm nước mía bữa giờ luôn, mình chưa được uống luôn. Mọi người, đó bún quậy kiến, đúng quậy gì? Minh Hùng hay gì? Không vậy, bún quậy Phú Quốc đi. Đó. Đây mọi người, bây giờ mình phải nêm cái nước chấm của mình vô ha. Để cho nó khỏi lạc. Tại vì trong cái nước này là không có vị gì hết. Nước này là nước sôi, người ta nói vậy đó. Cũng đậm hả? Ủa người ta nêm sẵn rồi hả? Vậy là chắc là người ta nêm sẵn rồi đó. Ý là cho thêm chút vô cũng được, mà nó cũng đậm đà lắm thôi. Ok. Mày ăn thử coi có cần phải nêm gì vô. Cũng khá là vừa vị em ạ.
không đến nỗi nào. Ăn cũng được mà. Rất là nhiều hành, ta bỏ rất nhiều hành. Tại vì cái chú đó cũng nói là nếu không có tiêu, người ta nói là mình sẽ nêm tiêu vô. Mình phải nêm tiêu vô nữa mọi người. Để nó không có vị thôi. Rồi, rồi, rồi. Ăn ngon mà. Bị vừa rồi. Đúng không? Tiêu thôi. Rồi. Thơm hơn, cho nó tiêu vô đi. Tiêu hú ít á. Thơm lắm rồi. Ít năng hồi. Cho vô thơm liền. Ăn cũng ngon mọi người, không có gì. Sao mấy người nói là ăn ngạt lẻo mà ăn cũng ngon mà. Có ngạt lẻo gì đâu, nước ngọt vừa đủ. Nước ngọt vừa đủ mà. Cái là tôm người ta quết đó mọi người, miếng này nè. Mình sẽ chấm nó, mình ăn với lại nước. Tôm hay rất là tươi, nó không có quá, nó không có nhiều gia vị với nó thanh hơn phải không? Trong đó. Tôm tươi, dai. Trong cái tô này nó sẽ có một con mực nè mọi người. Thịt bò với lại tôm nha. Nói chung là mình nên ăn thử thì mình nghe người ta nói, nhưng mà tại mỗi người một khẩu vị, mình đâu biết người ta có hợp khẩu vị hay không phải không? Mình sẽ thử miếng mực. Cái này để mình cũng đi ra ngoài. Mực tươi. Mực tươi, cực kỳ tươi. Giòn. Few moments later. Mày ăn xong tô bún rồi cũng ngon lắm rồi, tại vì mày no quá ha. Để em mày cũng ăn xong rồi. Nói chung là bún này cũng ngon mà thấy không? Ai cũng chèo sạch trơn hết á. Ai nói là nước dùng nó nhạt nhẽo nhưng mà thực ra mày thấy nước dùng cũng rất là ngọt mà ngon kiểu rất là thanh chứ không có phải là ngon kiểu đậm đà lắm là quá quá ấy hả? Yeah. Đường thôi nè bà con ơi, đi lên đường thôi. Đây. Rất là ngon, hấp dẫn. Hợp khẩu vị. Đây là quán Bún quậy Thanh Hùng mọi người, Bún quậy Thanh Hùng 1. Rồi mấy bạn, im lặng nè, bây giờ mình hỏi cảm nhận nha. Mấy bạn có thích món bún quậy không? Cũng ngon, cũng thích. Cũng thích, ok. Cũng tốt mồ hôi chứ giờ. Bạn Mừng Anh thích không? Ngon, nói okay. Chung là nói chung là đập, không phải là đập đà mà nó kiểu, nó ăn kiểu một cái loại là nó thanh. Ừ. Nó thanh, không nghe mùi tanh nha mọi người. Đúng rồi, không hề có nghĩa là mực sống, tôm sống nhưng mà không có nghe mùi tanh. Đúng. Thích món bún quậy không? Thích chứ. Thích ha. Nó quậy là được rồi. Ok. Thì hôm nay là trải nghiệm ăn thử món bún quậy đặc sản của Phú Quốc của Mai đến đây là kết thúc ha. Tạm biệt mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Tạm biệt mọi người coi. Bye bye.